Xin thân ái chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại các bạn. Tôi là Kiên Điện Nước. Hôm nay chúng tôi đang thi công hoàn thiện cái phần điện ở một cái công trình. Thì tôi đang có mặt ở một cái phòng ngủ với các bạn này. Thì đang đấu điện. Đang đấu điện ở vòng quanh cái phòng này. Hôm nay chia sẻ với các bạn cái cách đấu một cái ổ điện mà thiết bị của nó là cái hạt rời. Thì đây là cái mà mình muốn tôi chia sẻ với các bạn này. Thì đây là cái ổ điện này. Ở đây nó có hai cái dây nguồn, thì là một cái dây nguồn đi từ tủ áp đới và một cái dây linh nữa đi sang cái ổ cắm ở phía ở bên kia các bạn nào. Nó đi qua trên cửa này đi sang. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách đấu cái hạt công tắc là hạt rời. Thì đây các bạn này, đây là cái hạt mà mình muốn chia sẻ các bạn. Thì nó là cái ổ cắm hạt rời riêng ra như này các bạn nhé, riêng biệt ra như này này, chứ nó không phải là hàng liền bảng. Thì đây là cái mặt này, mình sẽ lắp hai cái hạt ổ cắm này vào cái bảng điện này. Trên thực tế thì cái bảng điện này có thể là ba hạt cũng được, ba cái hạt ổ cắm được, nhưng mà đây này mình, chỗ này mình lắp là hai cái ổ cắm. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách lắp nhá. Nếu là cái bảng liền á thì có thể các bạn mua về các bạn rất là dễ. Thế nhưng đây nó là cái bảng rời như này. Thì để làm cách nào để cho coi như là cả hai cái hạt ổ cắm này nó đều có điện tất. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đấu như sau. Đây là hai cái đầu dây. Thì mình sẽ dùng một đoạn dây ngắn nữa để câu từ cái ổ nọ sang cái ổ kia. Và không để dài dòng thì bây giờ mình sẽ đấu cho các bạn xem nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cố định cái hạt vào cái mặt, hoặc là chúng ta có thể là đấu ở bên ngoài xong thì chúng ta mới cố định vào cũng được. Trước hết thì mình sẽ nới cái con vít siết các đầu dây ra. Mình dây trung tính thì mình sẽ dùng dây màu trắng. Thì mình dùng một mẫu dây ngắn màu trắng. Tiếp đến thì mình sẽ đấu dây pha là dây màu đỏ. Mình cũng dùng một mẩu dây ngắn nữa để nối câu nó từ cái chân ổ nọ sang cái chân ổ kia. Ok, như vậy là mình đã đấu xong rồi đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đưa nó vào cho cái đế âm của tường và bắt vít mà. Sau đó dùng lipo đánh thăng bằng cái mặt điện.
gắn nút cái mặt xe, màn xe của nó vào, rất là ok đấy các bạn. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cái cách đấu một cái bảng điện, hai ổ cắm, hạt rời. Nếu thấy chia sẻ của mình là hay, là hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết và cùng làm. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi để có nhiều dịp chia sẻ với các bạn. Tôi chia sẻ với các bạn những kiến thức về làm điện, làm nước cũng ở như thực tế trên công trình. Và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo của tôi. Xin chào các bạn.